Hello Sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gold Secret. Video ngày hôm nay sẽ là một video mình sẽ review một loại kem chống nắng đích thị là rất là hot tại thị trường Việt Nam, mà không phải là hot năm nay đâu mọi người, mà mình đã nghe em này hot từ 2-3 năm về trước rồi á. Ở video trước thì mình đã review một kem chống nắng của La Roche-Posay dành cho da khô. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái kem chống nắng của La Roche-Posay Invisible Fluid. Các bạn kem chống nắng này á, thì mình cảm thấy là những cái anh chị beauty vlogger nổi tiếng mà thuộc da khô, không, thuộc da dầu, thì mình thấy là mấy anh mấy chị đó rất là thích. Theo cái mường tượng của mình về cái sản phẩm này, đó chính là bạn này có lẽ là sẽ hợp cho những cái bạn da hỗn hợp thiên dầu hoặc là da dầu hơn. Vậy nên là khi mà mua cái sản phẩm này á, thì mình cũng rất là lo ngại, bởi vì mình là người có làn da khô và bên cạnh đó thì mình cũng sống ở bên khí hậu lạnh nữa. Vậy thì trước khi mà đi vào cái phần review của mình á, thì mình mong rằng các bạn sẽ lưu ý rằng là thứ nhất, mình tự bỏ tiền ra để mua sản phẩm này để trải nghiệm sản phẩm cho mọi người. Cái thứ hai đó chính là da của mình là da khô, vậy nên là cái trải nghiệm nó sẽ khác rất là nhiều nếu như bạn là một người có làn da thiên dầu hoặc là da dầu. Ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào phần review nha. Ok, lộn. Trước khi mà đi vào phần review thì mình có một cái phần rất là quan trọng, đó chính là mình sẽ đọc xem là cái sản phẩm này nó hứa hẹn gì. Thì đầu tiên đó chính là sản phẩm này á là có SPF 50 plus 50 cộng. Thì ở đây á nó ghi là UVB và UVA. Thôi. UVB và UVA cộng với lại antioxidant. Nó khoanh tròn ở đây. Mọi người có thể thấy phần ở đây nè, nó khoanh tròn cái phần UVA. Thì ở đây á nó muốn nhấn mạnh rằng cái sản phẩm này tập trung vào cái việc là chống lão hóa cho da của chúng mình. Tất nhiên là bên cạnh đó nó sẽ có UVB nữa. Ở đây thì nó ghi là Invisible Fluid, thì mình nghĩ rằng nó đã nói lên một phần gì đó rất là nhiều về cái sản phẩm này, chính là nó sẽ trong suốt. Ở đây nó nhấn mạnh Ultimate Protection Ultra Long UVA, Very Water Sweat Resistant. Nó sẽ không làm cay và hoặc là làm nhạy cảm trên mắt của bạn. Và điều cuối cùng đó chính là None Perfume, nghĩa là không có mùi hương. Vậy thì suy ra cho cùng á, thì cái bạn này nó cũng khá là giống với lại cái bạn trong nắng của La Roche-Posay Hydrating Cream. Cái chức năng của nó tương tự là như vậy. Đây là một cái dòng kem chống nắng của Pháp, và thường thì những cái loại kem chống nắng của châu Âu á, thì họ sẽ luôn đề cao cái việc là UVA, bởi vì tất cả mọi người ai cũng muốn có một làn da ngăm hết mọi người. Mọi người bỏ ra một cái chuyến du lịch vài trăm triệu chỉ để có một làn da ngăm thôi. Vậy nên là khi mà các bạn đi du lịch á, mà các bạn thấy ai người châu Âu mà có da ngăm thì đó chính là người. Khi mà mình review một cái sản phẩm nào đó thì mình cố gắng để bản thân của mình là một cái người trải nghiệm, chứ không có đọc quá nhiều kỹ về thành phần. Nhưng mà có hai cái thành phần mà lúc nào mình cũng phải soi mói trong một sản phẩm, đó chính là thứ nhất hương liệu và thứ hai đó chính là cồn. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ mở ra nha. Thì khi mà mở ra thì cái sản phẩm nó sẽ trông như thế này, và họ nhấn mạnh là các bạn phải lắc trước khi mà các bạn sử dụng. Nghe cái tiếng lắc thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này nó lỏng đến cỡ nào rồi ha. Ok. Vậy thì trước khi mà mình review về cái chất của sản phẩm thì mình sẽ nói sơ lược về cái packaging. Thì cái packaging á không hề đẹp, nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là chuyên nghiệp và rất là nhỏ gọn. Thật sự là cầm rất là chắc chắn và nhỏ gọn đó mọi người. Thật sự với mình á là một người không có quan trọng về cái vấn đề về packaging, nhưng mà mình rất là quan trọng về cái việc cái packaging này nó có tiện lợi trong cái quá trình mà mình sử dụng hay không. Khi mà mình lấy sản phẩm ra thì nó có dễ cho mình điều khiển được hay không, và nó có bảo quản cái sản phẩm này tốt được hay không. Thì bạn này khi mà cầm vào thì khá là chắc tay. Những cái đường cắt của sản phẩm á, nó khá là chuyên nghiệp, khá là gọn. Nói chung á là một cái thiết kế không đẹp, nhưng mà mình cảm thấy là rất là độc và rất là chắc chắn. Tiếp đó thì khi mà mở ra thì nó sẽ là một cái đầu xoắn như thế này, rất là bình thường thôi. Một cái đầu cơ bản của những cái loại kem chống nắng khác. Mình thấy là hầu như tất cả những cái hãng kem chống nắng đều sử dụng cái đầu như thế này cho cái kem chống nắng của họ. Ok, nói về packaging thì mình sẽ cho cái bạn này khoảng 9 điểm trên 10. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi vào cái phần trải nghiệm sản phẩm để xem là cái sản phẩm này có thật sự tốt cho da của mình hay không nha. Chào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mà mình sử dụng, và bây giờ trời đang rất là nắng. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ thì mình sẽ test thử cái sản phẩm này xem nó như thế nào nha. Đây, khi mà mở ra thì nó sẽ như thế này. Lắc trước khi sử dụng à. Nó có một cái cục kim loại trong này, và khi mà mình lắc lên thì chắc là để trộn đều cái chống nắng. Cái điều này cũng bình thường đúng không mọi người? Tại sao mình lại làm nó đặc biệt như vậy? Ok, bây giờ mình sẽ thử cái chất kem của nó sẽ như thế nào. Cái kem chống nắng này khi mà mình mở ra thì nó không hề có siêu gì hết nha mọi người. Cũng bình thường thôi ha.
Đợi 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 đợi. Ôi 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 ôi. Ở đây thì nó cũng là màu sữa đặc và nó là dạng nước lỏng. Để mình tán trên tay thử. Cái da của mình hiện tại bây giờ thì có toner và essence. Mình đang suy nghĩ là mình có nên sử dụng kem dưỡng ẩm khi sử dụng cái sản phẩm này không đây. Thôi nhưng mà mình cứ sử dụng khi mà không có kem dưỡng ẩm xem như thế nào. Ok. Mình nhớ là cái sản phẩm này mọi người nói là nó sẽ vón cục mà ta. Cái sản phẩm này tán khá là dễ nha mọi người. Như mọi người có thể thấy nè. Mình mít, mình cũng có mít. Mình táp, mình cũng có táp. Nhưng mà nó không có hiện tượng bị vón cục gì cả. Lên trên da thì... À, trời ơi. Lên trên da thì mình không hề có cảm giác bị ráp, bị nóng, bị hồng. Wow. Ngay cả khi cái mép môi của mình nó vừa mới wax xong thì nó cũng khá là nhạy cảm một xíu, nhưng mà cái sản phẩm này nó cũng không khiến cho da của mình cái vùng này cảm thấy khó chịu gì cả. Tuy rằng cái sản phẩm này mình thấy cái nồng độ cồn của nó khá là cao, nhưng mà khi mà mình chạm lên mắt thì mắt của mình cũng không bị gì luôn. Ok, mình sẽ apply nó trên trán. Sản phẩm này nó lỏng hơn mình nghĩ nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy mình tán nè, mình có mist luôn. Mà cái sản phẩm này nó cũng không hề bị vón cục luôn. Mình hy vọng rằng cái sản phẩm này nó sẽ work, bởi vì amazing, you know. Bây giờ mình sẽ để trên da của mình khoảng đâu tầm 10 phút để xem cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào trên da của mình nha. Sau 10 phút thì da của mình nó như thế này đây. Mình cảm thấy là ở trên da mặt của mình đó thì sản phẩm nó rất là nhẹ mặt. Mình cảm thấy như là mình đang có một cái lớp kem dưỡng ẩm, chứ không hề thấy một cái gì bứt rứt khó chịu từ một cái kem chống nắng cả. Cái thứ hai nữa là bây giờ mình chỉ thấy mùi nước hoa của mình thôi, không có ngửi thấy cái mùi của kem chống nắng. Thì mình nghĩ đây là một cái điều rất là tốt, bởi vì những cái loại kem chống nắng mà mình sử dụng trước đây á thì lúc nào mình cũng ngửi thấy mùi kem chống nắng hết. Và mình cảm thấy mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó khá là kiểu làm mình khó chịu á. Với lại thì mình cảm thấy là cái sản phẩm này nó không quá bóng trên da mặt của mình, nhưng mà không phải là lì và khô ráo nha. Nó vẫn sẽ có một cái độ ẩm hơi bóng nhẹ một xíu, nhưng mà có lẽ là maybe chỉ có 10 phút nên là cái sản phẩm này nó chưa set hẳn. Để xem khoảng nửa tiếng sau xem cái da của mình nó sẽ như thế nào nghe. Mình đã quay trở lại và mình đang tẩy trang. Xong rồi mình chợt nhớ ra rằng mình chưa có update với mọi người. Mình thì mình cảm thấy rằng á, nó không có nặng mặt và nó cũng không có làm da của mình bị khô.